Cảm ơn quý vị trở lại với Good Morning Washington DC để tiếp tục thanh trang xin kính mời quý vị theo dõi tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua do tiến sĩ Tạ Cừ Hải thực hiện. Kính chào quý khán giả của SPTN. Chúng tôi là Tạ Cừ Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6, mùng 2 tháng 2 2018. Dow Jones 25520.96, With Today trừ 4.12% và Year Today cộng 3.24%. Nasdaq 7240.95, With Today trừ 3.53% và Year Today cộng 4.89%. S&P 500 2762.13, With Today trừ 3.85% và Year Today cộng 3.31%. Giá vàng là 1.333 đô la 90 cent một ounce căn cứ thứ 6 mùng 2 tháng 2 2018. Giá dầu thô 65 đô la 08 cent một barrel cũng căn cứ thứ 6 mùng 2 tháng 2 2018. Giá xăng là 2 đô la 601 một gallon căn cứ của công ty 3 chữ A AAA thứ 6 mùng 2 tháng 2 2018. 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương 8022 của đồng euro Liên Hiệp Âu Châu căn cứ thứ 6 mùa 2 tháng 2 2018. Tương đương với 0.7083 của đồng Anh Kim Anh Quốc, tương đương với 6.30 của đồng doanh nhân dân tệ Trung Quốc và tương đương với 110.18 của đồng Yen của Nhật Bản và tương đương với 56.50 của đồng Rappo của Nga. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ năm ngày mùng 1 tháng 2 2018 30 năm cố định là 4.22% và 15 năm cố định là 3.68%. Tình trạng thất nghiệp. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 27 tháng Giêng 2018 có 230.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 1.000 so với tuần lễ trước đó. Đánh dấu 152 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 20 tháng Giêng 2018, Mỹ có 1 triệu 953.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 13.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng Giêng 2018 đã cung cấp 200.000 việc làm mới. Tỷ số thất nghiệp của tháng Giêng vẫn ở mức 4.1%, thấp nhất trong 17 năm. Bình luận về kinh tế Mỹ Tuần qua, thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả 3 chỉ số đi xuống với vận tốc nhanh và số lượng lớn. Dow Jones đã mất trừ 4.12%, Nasdaq mất trừ 3.53% và S&P 500 mất trừ 3.85%. Riêng tuần này chỉ số Dow Jones đã đi xuống trong 3 ngày. Thứ hai mất trừ 177 điểm, thứ ba mất trừ 363 điểm và thứ sáu mất trừ 666 điểm. Sự mất điểm trong tuần của Dow Jones khá lớn nhưng rất bình thản nếu đem so với cuộc khủng hoảng hồi tháng 10 năm 2008. Sở dĩ bình thản như vậy là vì kinh tế Mỹ hiện nay phát triển mạnh. Các công ty có lợi nhuận phá kỷ lục và còn được giảm thuế theo đạo luật cải cách thuế vụ vừa mới được Tổng thống Donald Trump ký ban hành vào cuối tháng 12 2017. Theo nhận định của ông Alan Greenspan, cựu chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, Mỹ đang có thị trường chứng khoán và trái phiếu quá giá bubble. Thế nên thị trường chứng khoán bị khựng lại hay chuột xuống sẽ có thể giúp tránh khỏi bị quá nóng. Dow Jones và Nasdaq mỗi chỉ số đã đi lên hơn 40% kể từ cuộc bầu cử 2016. Chỉ số SP500 đã đi lên trong 10 tháng liên tiếp chưa hề xảy ra từ năm 1959. Ông A. Hogan, trưởng chiến lược gia của B. Riley FBI phát biểu Chúng ta đã đi quá xa, quá nhanh, chúng ta đã đạt mức tối hảo 2% cao hơn mỗi tuần, tưởng chừng như không phải là hiện thực. Cũng có thể là do sự kết hợp của những yếu tố sau đây. Thứ nhất, giới đầu tư lo ngại quỹ dự trữ liên bang sẽ cho tăng lãi suất. Thứ nhì, lo ngại thị trường trái phiếu tăng tiền lời yield. Thứ ba, tình hình chính trị bất ổn tại Washington DC. Thứ tư, thị trường chứng khoán đi quá nhanh, quá xa từ tháng 11 của 2016. Đã quá hạn cho nhu cầu 5% dừng lại, tức là mua bán, hay 10% điều chỉnh, tức là correction. Cùng ngày thứ sáu mùng 2 tháng 2, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm trừ 0.90%. Hồng Kông Hang Seng giảm trừ 0.07%. Shanghai Composite tăng cộng 0.44%. London FTSE 100 giảm trừ 0.63%. Và chỉ số DAX của Đức giảm trừ 1.68%. Đồng đô la tuần qua xuống giá so với đồng euro của Liên Hiệp Âu Châu và với đồng doanh nhân dân tệ của Trung Quốc, nhưng lại lên giá so với đồng anh kim của Anh Quốc với đồng Yen của Nhật Bản và với đồng rouble của Nga. Sự kiện đồng đô la xuống giá sẽ tạo mắc mỏ hơn cho người Mỹ đi du lịch sang các nước Âu Châu, Á Châu, Phi Châu. Ngược lại, khách du lịch từ các nước này sẽ đến Mỹ nhiều hơn vì đồng đô la xuống giá. Đặc biệt, ngành chế tạo và xuất cảng của hàng hóa Mỹ ra ngoại quốc sẽ được thuận lợi hơn. Giá dầu thô xuống mức 65 đô la 08 cent một barrel Giá xăng đi lên so với tuần trước và đang ở mức 2 đô la 601 một ga lông. Giá vàng xuống mức 1.333 đô la 90 cent một ounce hôm thứ Sáu mùng 2 tháng 2. Kinh tế Mỹ nói chung vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp, không bị ảnh hưởng đáng kể của nhiều dao động chính trị tại Washington DC. Kinh tế thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế International Monetary Fund vừa công bố danh sách 15 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới vào ngày 18 tháng Giêng 2018, theo thứ tự căn cứ vào dữ kiện tổng sản lượng nội địa GDP Gross Domestic Product, tính theo trillion của đồng đô la từ năm 2010 tới 2022. Dẫn đầu, thứ nhất là USA, nước Mỹ, thứ nhì China, Trung Quốc, thứ ba Japan, Nhật Bản, thứ tư Germany, Đức, thứ năm India, Ấn Độ, Thứ sáu, France, là Pháp. Thứ bảy, UK, nước Anh. Thứ tám, Brazil, Ba Tây. Thứ chín, Italy, nước Ý, Đại Lợi. Thứ mười, nước Canada, Gia Nó Đại. Số mười một, South Korea, Nam Hàn. Số mười hai, Russia, là Nga. Số mười ba, Australia, Úc, Đại Lợi. Thứ mười bốn, Spain, Tây Ban Nha. Thứ mười lăm, Mexico. Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Năm, ngày 25 tháng Giêng 2018, Ông có thể xét lại việc hợp tác với 11 quốc gia trong tổ chức đối tác thương mại của các quốc gia vùng Thái Bình Dương, tức là TPP Trans-Pacific Partnership nếu các điều kiện được cải thiện. Thị trường chứng khoán Brazil đã đi lên cao nhất trong hơn 3 năm sau khi chánh án giữ y án 9 năm rưỡi tù đối với cựu tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva về tội tham nhũng và rửa tiền. Saudi Arabia đang dùng tiền tịch thu hàng trăm tỷ đô la từ các viên chức chính phủ và các hoàng tử trong cuộc thanh trừng tham nhũng để xoa dịu bớt nỗi khổ thắt lưng buộc bụng của dân chúng. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị. Nếu quý vị hay gia đình của quý vị có thu nhập dưới 54.000 đô la trong năm 2017, quý vị có thể nhận được dịch vụ miễn phí sau đây, khai thuế miễn phí, khai thuế hồ sơ qua mạng điện tử miễn phí, in ấn miễn phí, từ cuối tháng Giêng đến ngày 15 tháng 4 năm 2018. Nếu muốn biết thêm thông tin, xin quý vị hãy vào trang mạng www.nvacash.org. Kính thưa quý vị, chương trình Good Morning Washington DC đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón xem Good Morning Washington DC vào 9h30 sáng giờ hoa thình đốn trên hệ thống đài truyền hình SBTN. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thanh Trang xin được kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình phát hình kỳ tới.